nào mua hàng này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Các bác mua thì nhanh tay nhá, bởi vì hàng này em cũng không còn nhiều đâu ạ. Cũng không còn nhiều đâu. Ở đây em còn khoảng 100 cây thôi. Còn 100 cây bán nhanh lắm, mỗi khách mua 10 khách mua, mỗi khách mua 10 cây là hết ạ. Thuê nhân viên đi em. Thì vẫn có nhân viên làm mà. Chị ơi, chưa ship về Hải Dương cho em 2 cây 500k à chị? Hải Dương tối nay mình ship nhá. Bạn Cu Bảo ơi, bạn nhắn lại vào Zalo cho mình đi. Của bạn Cu Bảo hình như là của bạn ấy là gì? Bạn ấy là đơn đi về Tứ Kỳ Hải Dương hay sao ấy. Bạn nhắn lại vào Zalo cho mình nhá, tối nay mình ship cho bạn nhá. Đấy, 2 cây của bạn đây. Tối mình ship cho. Nhắn lại cho mình địa chỉ, số điện thoại nhá. 2 cây 500k của bạn, bạn nhắn lại cho mình đi. Cái hàng này là hàng 250k, ship từ 10 cây nhá, ship từ 10 cây, còn nếu mà lấy 1 cây thì 350k. Em cảm ơn anh Nguyễn MR4 đã chia sẻ video like của em nhá. Vâng. Cây rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn, rất là đẹp, rất là xuất sắc nhá. Cây này là cây mộc hương ta hoa vàng nhá các bác nhá. Mộc hương ta hoa vàng ạ. Đây này. Có cái loại này nhá, cái loại này nhà mình còn 45 cây. Còn 45 cây cho bác nào mà chốt hết. Từ sáng có mấy bác hỏi lấy cái hàng này mà cuối cùng các bác ấy vẫn chưa, tức là chưa gọi hỏi được xe, vấn đề xe cộ vẫn trục trặc. Hàng này hàng một thân thẳng luộn luôn. Hàng một thân thẳng luộn luôn và nó cao cây sẽ từ 1m1. Đây mình đo cái cây này này. Hàng cực kỳ tơ nhá, 20 này. 40 này. 60 này. 80 này. 1 mét này. 1 mét 2 này. Cây này cao cả cây nó sẽ là 1 mét 2. Cao cả cây 1 mét 2, hàng này mình còn 45 cây. Hàng này mình còn 45, ship về Bắc Giang chưa chị? 5 cây ý Nguyễn Văn Huyên chiều nay nha bạn nhá. 5 cây của bạn đây. Đây 5 cây của bạn đây nha bạn Nguyễn Văn Huyên nhá. Chiều nay là mình có xe đi Hiệp Hòa Bắc Giang thì mình sẽ ship cho bạn. 5 cây của bạn đây ạ. 5 cây của bạn là 5 cây là 500k một cây đấy ạ. Đấy là cây 500k nhá. Anh Hà Đức Hùng, Hùng Thúy ơi, anh mua hàng thì anh qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 thôi em ạ. 0969162214 ạ. Cái hàng này nhá. Loại thoát thân 2m tán đẹp giá sao chị? Cây mộc thì làm gì có cây nào thoát thân 2m hả bạn ơi? Hàng cây mộc làm gì có cây thoát thân 2m, có cây thoát thân 1m mới cả 1m rưỡi, đó là khủng khiếp lắm rồi. Đâu có cây mộc nó phải cây ổi đâu mà thoát thân 2m. Cây mộc nó là có thể là loại cây của cực kỳ chậm lớn luôn, nó lấy đâu có cây thoát thân 2m hả các bạn? Hàng này gốc của nó là gốc điếu thuốc nha mọi người nhá. Hàng này hàng gốc điếu thuốc cũng phải to hơn điếu thuốc đấy. Nói chung là gốc nhận tạng là gốc điếu thuốc. Lo 45 cây này thì giá của nó là 160k. 160k. Lô này thì em chẳng bao giờ em lo ế, bởi vì cái cây lô này á, nó cây nó rất là đẹp, đều và đẹp luôn. Lô 45 cây này mà. Lô 45 cây này. Chị có ở nhà không? Mình đang ở nhà nhá. Bạn nào mà mua qua nhà thì qua nhanh, không có mình đi bây giờ đấy. Mua qua nhà thì qua nhanh. Lịch ship của ngày hôm nay là có ship xe tải, thì là ship xe tải thì sẽ có một bạn ship, bạn ấy sẽ đi ship chiều nay sẽ ship đơn Hiệp Hòa Bắc Giang và ngày mai sẽ ship Hải Dương. Ngày mai thì các bạn là Tứ Kỳ Hải Dương nó sẽ nhận được cây. Tứ Kỳ Hải Dương với thành phố Hải Dương, ngày mai mình sẽ ship hết cả đơn Hải Dương. Đơn Hải Dương là ngày mai ship, còn đơn Vĩnh Phúc thì hôm nay ship này. Chiều nay sẽ đớp ship đơn chiều nay sẽ ship Bắc Giang, Hiệp Hòa Bắc Giang. Chiều nay sẽ ship Hiệp Hòa Bắc Giang và ngày mai sẽ ship Tam Dương Vĩnh Phúc. Phú Thọ là ngày mai cũng ship. Có ship Vĩnh Phúc nhá, ngày mai mình có chuyến ạ. Bác nào mua thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Cái hàng 160k là cây cực kỳ đẹp luôn. Nó thoát thân đều thoát thân 1 mét, hàng này mà thân luộn mà nó thẳng luộn, nó không có một cái sẹo nào. Nó không có một cái sẹo nào mà mọi người nếu mà mua hàng này về mà mọi người trồng ra để làm kinh tế là cực kỳ có hiệu quả, vì cây nó thoát thân rất là thẳng. Cây nó thoát thân rất là thẳng. Một cây này nó thoát thân khoảng 1 mét rồi mà nó có lại có tán rồi. Nó lại có tán rồi nhá mọi người nhá. Cái hàng này á nó có tán rồi. Thế là hàng này đã có tán, có bóng có tán rồi mà thoát thân hẳn 1 mét này. Em quay sát thân để cho mọi người nhìn nhá, em quay sát thân này này.
để cho mọi người nhìn là cái cây nó sát thân nó đẹp như thế nào. Đấy, thân nó dọc thân của nó không có một cái sẹo, là không có một cái tì vết.